Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Thanh Nga đang diễn thì bị người xấu ném lựu đạn lên sân khấu. Vừa qua tại chương trình Lần Đầu Tôi Kể, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã tâm sự kỷ niệm giữa mình với cố nghệ sĩ Thanh Nga. Cuộc đời tôi phải nhận quá nhiều tin dữ về sự ra đi của người thân yêu nhất vào lúc nửa đêm, từ mẹ tôi tới chị Thanh Nga, má Phùng Hả. Những điều này khiến tôi không thể nào bình yên ngay cả lúc bình yên nhất, bất cứ lúc nào tôi cũng cảm tưởng như sắp có chuyện gì xảy ra với mình. Nếu không có cải lương, không có tình thương của khán giả thủy chung suốt mấy mươi năm làm nghề, chắc tôi không thể sống nổi. Không phải vì tôi buồn quá, thất vọng quá nên không sống nổi, mà chỉ vì tôi quá yêu đời, yêu nghề. Tới giờ tôi vẫn nhớ câu nói của chị Thanh Nga trước khi bị ám sát, chị không bao giờ để ai thấy mình già đâu em. Chị Thanh Nga ơi, em bây giờ già rồi mà tình yêu cải lương vẫn như hồi 16 tuổi, bước lên sân khấu lần đầu tiên, đó là nhờ khán giả, nhờ tình yêu thương của người nghe cải lương. Họ đã yêu cải lương bằng cả cuộc đời họ, cái ơn đó nên phải trả. Tôi rất may mắn khi được nói lên tiếng lòng của tôi, đến bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra đi của mình. Tôi vẫn mãi nói rằng tôi biết ơn nghệ thuật cải lương, biết ơn tổ nghiệp và những bậc tiền bối. Mỗi năm cứ vào ngày 26 tháng 11, nếu không phải đi hát, tôi đều ngồi một mình nhớ lại ngày xưa, nhớ chị Thanh Nga, nhớ những buổi nói chuyện giữa chúng tôi ngày xưa, nhớ vai diễn chị đóng trong Nửa Đời Hương Phấn. Tôi nhớ từng nét mặt biểu cảm của chị Thanh Nga trong vở Tiếng Trống Mê Linh, một vở yêu nước đề cao tinh thần dân tộc. Tôi nhớ cả lần đi thăm chị, lần chị bị thương khi đang diễn Tiếng Trống Mê Linh thì bị người xấu ném lựu đạn lên sân khấu. Hai chị em tôi nắm chặt tay nhau, chị Thanh Nga nói với tôi một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Lúc đó nghe chị nói tôi không thể nào cầm được nước mắt, cứ khóc suốt. Chị Thanh Nga bảo tôi, chị em mình có làm cái gì đâu, sao người ta ác quá vậy em. Sau này vào những buổi hát tụ họp các nghệ sĩ tài danh, tôi cũng được mời đóng lại vở Tiếng Trống Mê Linh, nhưng tôi tự thấy mình không bằng một góc của chị Thanh Nga nữa. Chị Thanh Nga không còn nữa nên phải có người thế vai cho chị, và tôi được chọn, nhưng tôi không thể nào bằng chị được. Tôi vừa diễn vừa khóc, không phải cho nhân vật mà vì tôi nhớ chị. Tôi nhớ đến cả những tác giả cải lương đã viết những vở diễn cho chúng tôi thể hiện để được khán giả yêu thích, tin cậy và dành trọn tình yêu.